việc thì đã mấy thầy trò ngồi đây bữa nay có đồ ăn của Thiên Cẩm Hoàng với ai nấu à? Yến, Yến Chiên. Cẩm Hoàng với Yến đổi nhà bếp hết Chiên hả? Chiên với lại Thảo. Mấy con nấu về nấu nhưng mà Thu nói là cho bắt clip để mọi người nghe. Thì mình có Thiên Long Thổ, thì gán giữ Thiên Long Thổ nấu đồ ăn mỗi cuối tuần với những cái lễ hội. Mình sắp có những lễ hội khai đạo ngày vía Quan Thế Âm, đồng thời cha cũng cho chúng ta có một số quỹ trong đó phải xài con. Nhưng năm nay kinh tế lên cha cho nhiều hơn nữa, mấy con gán ăn chỉ sợ con mập thôi. Nhưng mà phải nấu Thiên Long Thổ hoặc nấu ngoài cũng được, nhưng mà ở ngoài thì thời giờ của gia đình này nọ, con hiểu không? Rồi lấy cái receipt, lấy cái giấy tờ về để mà đưa cho Thiên Tiết Mai Trinh, hai đứa nó đang coi á, gặp đứa nào đưa đứa đó cũng được để mà lấy tiền lại. Đối đến với Thiên Tâm, mình chỉ đến bằng cái lòng chân thành và với cái tâm từ bi và hướng thượng, để mà một mặt là một kiếp đời này tất cả họ Thiên các con về trời sư phụ, không có đứa nào ở dưới này hết, thì như vậy thì mới là đúng. Còn mà đứa nào mà đến đây mà còn không có hiểu cái đường của mình đi là cái đường gì á, mà lăn tăn ở lại thì cứu không có nổi nha con. Chỉ là cái tâm thôi, Thiên Tâm chúng ta chưa bao giờ sinh ai một sen một cắt nào, cả đời của sư phụ cũng vậy. Về phần tâm linh, về phần đạo, Thiên Tâm không có tiền bạc, tại vì tu hành về trời cần nhiều tiền. Thiên Bát Nhã đâu có bán vé đâu mà tốn tiền, Thiên Bát Nhã chỉ cần đó thành tâm thành thật thôi. Tương lai cái ban trị sự, cái ban tổng tham mưu của Thiên Việt thì làm họ làm thế nào thì không biết, cái đó là phần đời.